chiều nay gió mát quá à. Thách nhảy, mày tới mang cả nước ngọt ra đây uống nha. Nè, sao hôm nay mãi không thấy bác ấy đi thuyền đến nhở? Lạ thật, tầm giờ này mọi khi phải có rồi chứ. Kia rồi chúng mày ơi, đến rồi, chuẩn bị chạy nha. Hey, mấy đứa kia, lại vứt vỏ bim bim ra sông hả? Bận hết cả sông rồi. Chạy mau chúng mày ơi. Cho thằng Nam ở lại đây, đợi tao với. Bọn trẻ này thật là học hành rõ lắm mà chả thấy khôn lên gì cả, cứ xả rác vô tội vạ ra sông thế này. Trò này vui quá nhỉ. Mà tao chưa thấy ai khó tính như cái bác này. Rồi có vài cái vỏ bim bim mà cũng quát mắng giận hết cả mình nữa. Chuẩn bị trước tâm lý rồi, mà khi nghe mắng tao vẫn sợ phát khiếp. Thế mới có trò hay mỗi chiều chứ. Tao chơi hoài cũng chán luôn. Nam ơi, mang túi rác ra đầu phố đổ cho mẹ với con. Sao phải mang ra tận đầu phố đổ làm gì ạ? Chiều đằng nào chẳng có xe rác đến cửa đấy thôi mẹ. Trong nhà nhiều rác quá rồi, để đống rác đến tận chiều mới vứt thì hôi nhà lắm. Con nhớ mang ra đầu ngõ chỗ xe rác ấy nhé. Mệt chết đi được. Ôi trời ơi, mỗi lần đi đổ rác là phải đi xa ơi là xa. Uống chị thùng rác ở ngay trước cửa có phải sướng không? Trời chết, có biển cấm đổ rác ở đây, sao cô lại vứt như vậy? Phải ra đầu phố mà vứt chứ, rác rơi cả xuống sông kia kìa. Ôi, em đang vội, đứa con nhỏ còn đang để ở nhà một mình kìa. Mà vứt đâu chả thế, vẫn có người thu dọn ở đây rồi mà chị. Mình đóng phí vệ sinh hết rồi, người ta có nhiệm vụ thu gom rác mà thôi. Vội thì ai chẳng vội, ai cũng như nhà cô thì chết. Ôi, thật là... Ra tận đầu phố xa bỏ sự. Thôi, mình đợi bác ấy đi, rồi vứt luôn đây cho rồi. Đằng nào chả có người chọn, tội gì phải khổ chứ. Đúng là mấy người già khó tính mà. Thế có phải nhanh gọn không? Cơn mưa chiều nay lớn quá. Mọi người cứ xả rác ra thế này, rồi dòng sông biết bao giờ sạch được. Nè, nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ đổ rác ở đây hả? Có nhìn thấy cái biển kia không? Ra là cậu, suốt ngày vứt rác trên sông, giờ lại đổ bậy ra đường nữa. Cậu tên gì? Dạ, cháu tên Nam ạ. Được rồi, tôi nhớ tên cậu rồi. Để hôm tới gặp bác tổ trưởng, tôi phải báo với bác ấy mới được. Trời ơi, chết mình rồi. Bác tổ trưởng mà báo với bố mẹ thì coi như tiêu đời luôn. Cô Thu ạ, nay tôi đi chợ về, gặp bác lao công hay đi vớt rác dọc sông nhà mình. Bác ấy bây giờ chuyển qua vớt rác ở các cống thoát nước trên phố. Thấy bảo công ty thiếu người trầm trọng nên phải điều chuyển người. Ra thế. Thảo nào lâu rồi không thấy bóng thuyền trên sông. Thế giờ không có ai vớt rác trên sông nữa hả bác? Cái này tôi cũng không kịp hỏi. Chắc công ty người ta chưa tuyển được người cô ạ. May quá ạ. Vậy là không phải lo chuyện mình vứt rác bừa bãi đến tay bố mẹ rồi. 3 tháng sau. Con sông giờ không ai vớt rác nữa nên bẩn thỉu và hôi hám quá trời quá đất à. Đi nhanh qua chỗ này bà ơi, tôi không thở nổi nữa rồi. Thối nhất cả đầu anh ạ. Từ giờ nhà mình không ăn ngoài hiên nữa, vào trong nhà ăn thôi. Chịu nóng một tí, nhưng đỡ phải ngửi mùi hôi thối từ con sông bay lên. Dạ trăng bốc mùi ghê quá à. Bọn con cũng không ra sông chơi nữa mẹ ạ. Chả còn chỗ nào để tụi con tụ tập. Cứ tan trường lại cấp cặp về nhà. Chán ơi là chán. Ngày mai anh phải bàn với bác tổ trưởng, tổ dân phố cách giải quyết mới được. Chứ ai cũng vứt rác bừa bãi ra sông thế này thì chết, ai mà sống nổi chứ. Người phải nhập viện do dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng. Thành phố đang phát động phong trào phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Ôi, em lo quá anh ạ. Từ ngày con sông bốc mùi, mũi dính cũng nhiều lên. Không cẩn thận chỗ này lại thành ổ dịch thì chết. Chả biết bao giờ người ta cho bác vớt rác quay lại anh nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Thấy công ty thông báo sẽ cố gắng thu xếp nhân sự trong thời gian sớm nhất em ạ. Mình đành phải chờ thôi chứ biết sao. Lúc bình thường không sao, giờ mới thấy vai trò quan trọng của bác vớt rác. Công việc thì nặng nhọc, nhưng ngày nào bất kể nắng mưa vẫn thấy bóng thuyền của bác ấy trên sông. Ôi, nếu như bác ấy quay lại, việc mình vớt rác bừa bãi sẽ đến tay bố mẹ mất. Vài ngày sau,
Mẹ để quà sáng trên bàn bếp, con tự ăn rồi đi học nhé. Mẹ ra mua cho bố vị thuốc hạ sốt, bố con tự dưng sốt cao quá. Vâng ạ. Cầu trời cho bố nhanh khỏi ốm, tội nghiệp bố quá. Chị yên tâm, cứ uống thuốc hạ sốt đều, khoảng một tuần là anh nhà khỏi thôi. Để tránh lây sốt xuất huyết cho mọi người trong gia đình, chị mua thuốc chống mũi, bôi là được, không có gì phải lo lắng hết. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi sẽ làm theo đúng như lời bác sĩ dặn. Ôi, bố bị sốt xuất huyết ư? Không lẽ do mũi từ sông lên đốt bố? Tại con mà bố bị sốt xuất huyết, tất cả là tại con. Sao lại tại con được? Bố bị sốt xuất huyết là do mũi bệnh mà Nam. Dạ con không nghe lời mẹ, vứt rác bừa bãi nên dòng sông trở nên ô nhiễm, sinh nhiều mũi gây bệnh. Hả? Chết, sao con lại lười biến thế hả Nam? Con cứ đi chê bai người ngoài không biết giữ vệ sinh môi trường, trong khi con mình lại không dạy được. Thôi, con nói biết tự giác nhận lỗi là tốt rồi em ạ. Mà anh nghe bác tổ trưởng nói, tuần sau bác vứt rác trên sông sẽ quay lại, công ty còn cho người xuống xử lý nước để con sông trong sạch trở lại. Ôi, được thế thì tốt quá rồi. Nam phải đến gặp bác xin lỗi. Nhớ từ nay về sau, con phải vứt rác đúng nơi quy định, nghe chưa con? Vâng ạ, con sẽ dặn cả các bạn không xả rác bừa bãi nữa, để dòng sông trở lại đẹp như xưa. Thật may là bác vứt rác đã quay trở lại, mình bỗng thấy nhớ bóng thuyền trên sông quá.